Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới, hiện chỉ có 8% dân số giàu lên từ bất động sản, 12% đủ tiền mua bất động sản không thuộc loại phù hợp túi tiền, 60% số người có đủ tiền để mua nhà ở xã hội với giá là 11 triệu đồng một mét vuông, còn 20% còn lại thì không có khả năng mua nhà. Chính phủ đã có kế hoạch về nhà ở xã hội và cởi mở hơn trong nghị định thay đổi cơ chế bán nhà ở xã hội cho người sử dụng. Đây là biện pháp rất tích cực. Nếu chương trình nhà ở xã hội đẩy mạnh được thì sẽ giảm bớt căng thẳng. Nhưng ngoài ra, cung cầu về nhà chung cư, nhà ở thương mại cũng cần có cuộc cách mạng để làm sao tạo được nguồn cung tốt hơn. Như vậy thị trường nhà ở sẽ ổn định trở lại. Mặc dù thực tế là các đô thị lớn tốc độ đô thị hóa và tăng dân số rất nhanh. Theo khảo sát, từ nay đến năm 2030 sẽ có khoảng 20 triệu người từ đô thị nhỏ về các thành phố lớn, cư dân đô thị sẽ tăng lên. Như vậy nhu cầu về nhà ở chắc chắn tăng cao. Nếu không có chính sách can thiệp kịp thời thì sẽ tiếp tục có nhiều bất hợp lý về giá nhà trong tương lai.